Trong clip này, Thành sẽ giới thiệu anh em con máy cắt sắt tua chậm xài lưỡi hợp kim của DeWalt mới ra luôn, mã DW872. Đây là con máy cắt sắt hợp kim tua chậm thứ 3 mà Thành review ở trên kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Con đầu tiên là của Makita, rồi tới một con của Bosch và giờ là con của DeWalt. Chúng ta hãy cùng xem DeWalt làm con máy này có tốt và có những cái điểm gì hay và có những cái nhược điểm gì so với những hãng khác nhé. Thành sẽ đi cắt thử luôn cho anh em coi nè. Chúng ta sẽ test thử với một miếng sắt hộp nha anh em. Giờ Thành sẽ khởi động cho máy chạy nè. Anh em có thể thấy là máy khởi động mềm và nó chạy khá là êm ha, khá dễ chịu. Đây, anh em có thể thấy thành phẩm nè. Gần như là không có ba dớ nha anh em. Rất mịn, mịn màng, đẹp. Cắt như vậy thì anh em cũng không cần phải mài lại luôn. Cắt cũng khá là êm, ngọt. Anh em thấy sao ạ? Riêng cảm giác của Thành khi xài á, thì Thành thấy là con máy này khi cắt á, nó khởi động rất là êm và nó chạy cũng rất là êm. Cảm giác cắt khá là nhẹ nhàng, dễ chịu. Và như anh em thấy là cái đường cắt ra là đẹp nha, chất lượng cao đó, cắt ok, dễ chịu. Còn về thiết kế các thứ thì nó có những cái điểm khác biệt so với những cái hãng khác, chi tiết như nào chúng ta hãy cùng đi xem tiếp nhé. Khi anh em mua về thì nó nằm trong cái hộp bự như thế này đó. Nhưng mà khi anh em mở ra thì nó là cái máy đó và nó không còn phụ kiện gì khác hết. Tất cả đã được lắp lên trên máy hết rồi. Chúng ta có phiếu bảo hành đi kèm nè. Một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng ở đây nữa thôi. Còn lại tất cả được lắp sẵn ở đây. Anh em kéo ở trong thùng ra cái là xài được luôn nhé. Máy này cũng bảo hành chính hãng 3 năm và anh em có thể bảo hành ở tất cả những chi nhánh bảo hành chính hãng trên toàn quốc và có địa chỉ ở trong đây hết nha anh em. Các tỉnh thành nè. Rất là nhiều ở đây. Không biết anh em có nhận ra hay không, nhưng mà về tổng quan đó thì cái máy này á, nó bự hơn so với những cái máy tương tự của các hãng khác nhé. Bởi vì máy này xài lưỡi đường kính tới 355 lận, trong khi máy của Makita và Bosch thì xài đường kính 305 thôi. Cho nên là với con máy này thì anh em có thể cắt những cái phôi bự hơn, dài hơn. Cái đường cắt của nó dài được nhiêu đây lần nè đó. Thành đo thử ra. Khoảng 25cm. Rất là thoải mái để anh em cắt ha. Về chất liệu á, thì nó cũng được làm rất là sắc sảo. Bởi vì hàng của DeWalt thì có thể nói là cũng thuộc dạng phân khúc cũng cao rồi. Cái phần này nè, hình như là bằng nhựa giả nhôm. Rồi cái máng thì bằng thép nè. Những phần này cũng bằng thép hết. Đế cũng bằng thép. Quay sách ở trên thì là bằng nhôm. Để Thành quay cái quay sách lại cho anh em coi. Quay sách thì đi liền với lại cánh tay đòn luôn nên sẽ rất là chắc chắn. Và một điểm hay của máy này đó là cái phần cái tay nắm điều khiển này nè thì nó nằm ngang. Đây là một điểm Thành rất thích. Khi mà anh em cắt, anh em để tay vô thì nó sẽ đỡ bị khó chịu cái cổ tay. Nếu như mà để dọc á thì cái cổ tay chúng ta bị bẻ như này, nó khó chịu hơn. Để ngang vậy thì nó thoải mái hơn. Về cơ cấu thì cũng tương đồng như máy khác. Chúng ta sẽ có một cái khối động cơ có chỗ thang nằm ở đây. Rồi ở đây chúng ta có cái chốt nè. Khi nào xài chúng ta kéo cái chốt ra thì máy nó sẽ tự động nó bật lên nhờ cái lò xo đẩy ở đây đó. Cái phần tay điều khiển thì ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái khóa an toàn ở đây nha anh em. Khóa an toàn đây nè. Khi mà anh em bật nó lên hết cỡ nè thì cái khóa an toàn này á, nó sẽ gài vô. Đó anh em thấy không, nó gài vô đây luôn. Khi nó gài vô vậy thì anh em kéo xuống không có được. Đó, mà anh em phải gạt cái khóa an toàn qua thì anh em mới cắt được nè, gạt qua nè. Đó, lúc này nó mới xuống. Rồi chúng ta cũng sẽ có một cái cần
gạt ở đây để mà chúng ta có thể giữ lưỡi khi mà chúng ta thay lưỡi nhé. Khi chúng ta thay lưỡi thì chúng ta gạt cái cần này xuống để nó cố định cái trục này lại. Và một cái phần rất là đặc biệt của cái máy này mà những cái hãng khác thì nó sẽ không làm cơ cấu này, còn chỉ có riêng DeWalt là có thôi. Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái đồ kẹp phôi ở đây. Đây nó có một cái cây kẹp phôi này nè anh em nè. Khi mà chúng ta kẹp phôi vào thì để cái phôi vào đây ha anh em. Sau đó thì chúng ta cũng đẩy cái phần ti này tới. Ti này thì cũng là ti thao tác nhanh, có cái chốt mở ở đây giống như những hãng khác. Đằng sau thì có cái tay quay. Và hàng của DeWalt nhìn cũng rất là cứng cáp, nhìn xịn ha anh em ha. Đó, phần này chắc là bằng gang nè. Tới đây thì chúng ta đã giữ được cái phôi khá chắc. Tuy nhiên nó chỉ ép hai chiều hai bên thôi, còn cái chiều trên xuống thì chưa có. Đó, những cái hãng khác thì sẽ dừng ở đây. Tuy nhiên DeWalt sẽ có thêm cho chúng ta một cái cây để mà chúng ta tạo ra một cái lực nhấn ở trên xuống nữa, một cái lực đè trên xuống. Đó là cây này. Đó, khi thành gài vô thì nó tạo một cái lực nhấn từ trên xuống rất chắc luôn. Đó, đây là một cái điểm hay của chiếc máy này nhé. Ngoài ra thì máy cũng có thể điều chỉnh góc cắt được. Muốn điều chỉnh thì anh em sẽ thao tác gạt cái cần này ra này. Đó, gạt cần về phía sau để chúng ta nới lỏng cái đế ra. Rồi chúng ta kéo cái chốt này lên. Rồi chúng ta xoay. Đó, chúng ta xoay tùy vào cái góc của chúng ta muốn. Sau đó thì chúng ta chốt lại bằng cách là chúng ta bẻ cái cần này ra phía trước. Đó. Như vậy là nó chắc rồi. Rất chắc rồi. Đây là cơ chế mà tháo lắp rất là nhanh, mà không cần phải có một cái dụng cụ khác. Tuy nhiên DeWalt cũng kèm với anh em một cái cây lục giác đằng sau đuôi nè, để anh em có thể mở hai con vít này. Và anh em hoàn toàn có thể là nhấc cái phần này ra, cất luôn. Đây, để Thành mở thử cho anh em coi. Đó. Khi chúng ta nhấc ra luôn á thì chúng ta sẽ có một cái không gian rất là rộng để mà anh em có thể bỏ những cái miếng bự vào, những cái miếng to vào. Lúc đó thì anh em sẽ phải đè như thế nào đó. Lúc đó chúng ta xài cây này thì sẽ rất là tiện này ha. Thành ví dụ một miếng gỗ cho anh em coi nhé. Đây là ví dụ thôi nha anh em. Chứ còn máy này thì dùng để cắt kim loại, nhôm, đồng, sắt. Thì đây, cái miếng này to như thế này. Nếu như mà anh em có cái bệ đỡ gốc hồi nãy á, thì anh em sẽ không lắp cái miếng to như thế này vào được. Đó. Nhưng mà với cái máy này thì ok luôn. Anh em có thể sử dụng cái kiểu này được. Tuy nhiên là cái miếng này hơi mỏng, để Thành chèn thêm một cái gì ở đây rồi mới kẹp xuống được. Đó. Thì nó cũng kẹp rất là chắc nha anh em. Kẹp rất là chắc đó. Đó. Đây là một điểm hay của cái máy này. Máy này có công suất vào là 2200W, tốc độ không tải là 1.300 vòng trên phút. Xài đĩa 355, đường kính lỗ trong là 25.4mm. Độ dày của đĩa là 1.8mm ở cái phần thân, còn phần răng á, dày 2.2mm. Khối lượng của máy là 22kg. Khả năng cắt ở góc 90 độ và góc 45 độ thì anh em có thể tham khảo ở bảng này. Anh em thấy cái máy này như thế nào ạ? Riêng Thành thì Thành thấy nó có rất là nhiều những cái ưu điểm cần phải cân nhắc. Thứ nhất là kích thước đĩa của nó lại lên tới 355, to, cắt được phôi bự. Thứ nữa nó có cái đầu kẹp rất là xịn. Rồi cơ chế mà đổi góc cũng khá là nhanh, dễ. Và bảo hành 3 năm. Cộng với mức giá tầm đâu đó khoảng 8 triệu 7 gì đó. Tương đương với LC1230 của Makita. Và sẽ rẻ hơn khoảng 1 triệu rưỡi nếu như so với con máy cắt sắt lưỡi hợp kim của Bosch. Hình như là GCD12JL thì phải ha. Mức giá cũng có thể tiếp cận được. Và tất nhiên rồi, máy cắt lưỡi hợp kim tua chậm thì cho đường cắt đẹp mịn. Và gần như là anh em không cần phải mài lại sau khi mà anh em đã cắt luôn.
tại vì nó khá là đẹp rồi, khá mịn. Nếu như muốn mua hàng thì anh em có thể đến trực tiếp những chi nhánh như là ở Hồ Chí Minh thì là có 46B Dương Đình Hội, thành phố Thủ Đức, và một chi nhánh nữa là 260-49 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình. Còn chi nhánh 106 Thái Thiết thì Bên Thành đã phải trả mặt bằng rồi, đổi qua 260-49 Nguyễn Thái Bình nha anh em. Còn chi nhánh ở Hà Nội và chi nhánh ở Hà Tĩnh thì vẫn giữ nguyên địa chỉ. Còn nếu như anh em ở xa muốn mua online ship hàng thì anh em có thể để lại bình luận bên dưới bất kỳ video nào, hoặc anh em có thể lên Zalo search Kết Nối Tiêu Dùng và anh em bấm vô cái nick của Kết Nối Tiêu Dùng official đó, rồi anh em chat với lại nhân viên tư vấn thì sẽ được tư vấn nhanh hơn. Hoặc anh em có thể gọi trực tiếp vào số hotline Kết Nối Tiêu Dùng, cũng như là đặt hàng trực tiếp trên website ketnotiêudung.vn. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Nếu như thấy thích thì hãy cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu như anh em chưa đăng ký kênh Kết Nối Tiêu Dùng, để không bỏ qua bất kỳ video nào trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.